Hãy tin anh, tin ở tình yêu của chúng mình. Hay là mình cưới sớm được không anh? Đừng chờ đến cuối năm. Nếu bố với dì đồng ý, tụi con xin phép cưới sớm ạ. Cái thằng buồn lấy vợ quá rồi hả? Thôi được rồi, bố đồng ý. Em không bao giờ nghĩ mình lại có được hạnh phúc như vậy. Có phải nhiều lúc em thấy rất khó khăn khi xử lý mọi việc một mình đúng không? Ừ. Vậy thì từ bây giờ chắc chắn sẽ khác. Vì hiện tại và tương lai của em sẽ luôn có anh ở bên cạnh. Sao anh tốt với em quá vậy? Em sợ mình không xứng đáng. Sao em lại nói như vậy? Mọi thứ diễn ra cứ như là một giấc mơ. Anh sẽ không thay đổi đúng không? Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ủng hộ em, có đúng không? Vừa nãy em hứa là sẽ tin tưởng anh, sẽ không bao giờ dao động nữa mà. Dạ, em... Nhìn anh đi. Người đàn ông trước mặt em sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Anh sẽ ở bên em. Có điều em đừng hoài nghi nữa. Đừng sợ cái gì cả. Hãy tin anh. Tin ở tình yêu của chúng mình. Hay là mình cưới sớm được không anh? Đừng chờ đến cuối năm. Anh cũng biết rồi đó. Cuộc đời của em chưa bao giờ gặp chuyện gì suôn sẻ hết. Em rất sợ sẽ mất anh. Được rồi, mình sẽ cưới sớm. Đúng là duyên phận thật. Dạ, bác cứ gọi con là anh Thư được rồi à. Còn con thì rất mong sớm đến ngày gọi bác là bố ạ. Cô lại quá nóng vội rồi đó. Dạ, con xin lỗi. Mình à, tụi nó cũng quá cái tuổi kết hôn rồi. Mình cũng đừng khắt khe quá. Nếu bố với dì đồng ý, tụi con xin phép cưới sớm ạ. Cái thằng cuồng lấy vợ quá rồi hả? Thôi được rồi, bố đồng ý. Chọn ngày đi. Dạ. Con cảm ơn bố ạ. Nào, cả nhà mình lưng đi. Chúc mừng. Con có chuyện này muốn nói riêng với bố à? Chuyện gì thế? Dạ, thật ra dì có hiểu lầm gì đó nên không có cảm tình với con. Lúc dì gặp riêng con ở nhà hàng hôm trước, dì có nói là sẽ không chấp nhận con và sẽ không đồng ý đám cưới của con với anh Đăng à. Bà ấy nói với con như thế thật à? Chỉ cần nghĩ tới vì con mà gia đình xào xáo thì chẳng thà con sớm chia tay với anh Đăng còn tốt hơn. Chia tay cái gì chứ? Để đấy bố lo. Về chuẩn bị tinh thần làm cô dâu đi. Dạ, con cảm ơn bố. Em đã nói với mình biết bao nhiêu lần rồi, cô ta không thương yêu gì Hải Đăng nhà mình đâu. Mình nghĩ thằng Hải Đăng nó ngu ngốc đến dễ bị lừa vậy à? Mình không đồng ý thì đưa ra lý do chính đáng đi, tôi sẽ xem xét lại đám cưới. Còn bây giờ thì thôi đi. Em sao thế? Có chuyện gì lo lắng à? Đang lo chuyện đám cưới của tụi mình có đúng không? Dạ, đâu có. Bố nói như vậy là đã đồng ý rồi. Bố còn để cho tụi mình quyết định ngày cưới mà.
À, anh tính là cuối năm, em thấy sao? Anh cứ quyết định đi. Nhưng mà dì còn chưa đồng ý chuyện của mình. Em sợ... Em cứ yên tâm. Dì là người cẩn trọng. Chắc là dì đang hiểu lầm chuyện gì đó nên mới phản ứng gay gắt như vậy. Mà em đừng có lo. Dì phải chăm sóc bố với cả thằng Khoa. Làm gì có thời gian rảnh mà quan tâm đến chuyện của anh. Giờ quan tâm đến chuyện của anh ấy chỉ có mỗi em thôi. Này, chắc chắn em đang lo lắng điều gì đó. Nhìn mặt em lạ lắm. Anh sẽ không thay đổi đúng không? Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ủng hộ em, có đúng không? Vừa nãy em hứa là sẽ tin tưởng anh, sẽ không bao giờ dao động nữa mà. Dạ, em... Em... Nhìn anh đi. Người đàn ông trước mặt em sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Anh sẽ ở bên em. Có điều... Em đừng hoài nghi nữa. Đừng sợ cái gì cả. Hãy tin anh. Tin ở tình yêu của chúng mình. Em rất muốn tin anh. Vậy cứ làm những điều em mong muốn đi. Hay là mình cưới sớm được không anh? Đừng chờ đến cuối năm. Em đó, lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Anh đã không đi Thái Lan nữa rồi thì anh cũng không bỏ trốn đâu mà em sợ. Em xin lỗi. Anh cũng biết rồi đó. Cuộc đời của em chưa bao giờ gặp chuyện gì suôn sẻ hết. Em chỉ sợ lần này cũng... Em rất sợ sẽ mất anh. Được rồi. Mình sẽ cưới sớm. Bất cứ khi nào em sẵn sàng. Nhá. Hoa Vương xem sớm nhất trên VEON và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh VTranel.